Toàn xin chào bà con cô bác, chúc tất cả bà con cô bác đang xem video của Toàn được thật nhiều sức khỏe. Thì bữa nay là ngày Toàn ngâm giống nha bà con. Thì ngâm giống cái ruộng mà hai mấy công của Toàn làm vụ ba hồi rồi, thì bây giờ là Toàn đang làm đất và Toàn đã ngâm giống. Bữa nay là Toàn xuống ngâm giống nha bà con. Thì cái giống lúa này là lúa OM18 nha bà con, OM18. Thì ngâm giống thì Toàn đã ngâm với thuốc nha bà con. Thì nay nè, thì đây Toàn 20 con này Toàn ngâm hai đợt nha bà con. Một đợt là 11 con Toàn ngâm trước. Thì cái chai này bà con Toàn pha với loãng với nước và Toàn ngâm với giống luôn bà con. Thì cái chai này là Gumiset đó bà con. Thì cái chai này nó có công dụng giải pháp xử lý hạt giống nha bà con, để lúa mình ra rễ nó khỏe bà con. Công dụng nè, tăng nảy mầm ra rễ mạnh, nhiều luôn, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả nha bà con. Mình sẽ tiếp sức cho cái hạt mầm giống của mình để nó khỏe, để nó đâm lên đó bà con. Thì cái chai này là 150-200ml và mình sẽ pha được 150kg giống nha bà con. Chai này, một chai như thế này là mình sẽ ngâm được 150kg giống. Và Toàn ngâm chung với chai Sport Rim C MC. Thì cái chai này nó cũng mình ngâm giống luôn con, xử lý sạch mầm bệnh trong hạt giống nha con. Hạt giống không chua. Thì cái chai này mà mình pha mình ngâm với chung với giống của mình á, thì cái nước mình ngâm á, thì nó sẽ không có hôi, không có bị chua và nó sẽ không có ảnh hưởng tới giống của mình đó bà con. Sport Green C. Thì cái chai này nó cũng mình cũng một chai như thế này mình cũng ngâm được là 150kg nha bà con. 150kg giống. Và chai thuốc thứ ba là chai thuốc Enofy. Chai này nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó bà con. Chai này rất là hay nha. Chai này là Enofy mình ngâm với ba loại thuốc này luôn, mình ngâm chung luôn, mình khỏi mình tưới lên mà con. Thì cái chai này nó sẽ công dụng là nó sẽ làm cái mầm lúa của mình nó mọc lên, là mình sẽ pha được một chai như thế này mình trộn giống được, mình ngâm giống được từ 200kg đến 300kg giống nha bà con. Một chai nhỏ vậy thôi mà mình ngâm được 300kg giống, từ 200 đến 300kg giống nha bà con. Rồi thì xử lý thuốc là Toàn xử lý của quy trình Symbio bà con. Thuốc này là thuốc của Symbio. Ba loại thuốc này bà con. Nè, là Toàn vừa mới ra đổ một chai xong nó, bà con thấy nè. Nước thuốc á nó còn màu đỏ mà ha. Và cái giống này là Toàn ngâm bây giờ là mới 10 giờ rồi. Cỡ 11 giờ trưa là Toàn sẽ vớt lên đó bà con. Thì nho giống này là Toàn ngâm 24 tiếng nha bà con. 24 tiếng ngâm từ hôm qua lận mà bây giờ là 11 giờ Toàn mới vớt lên. Và cái giống này là giống OM18 bà con. Thì bà con cũng biết, bà con thấy nước nha. Toàn xài quy trình Symbio, thuốc của Symbio bà con, thuốc sinh học á. Nhưng bà con thấy nè, ngâm gần 24 giờ nhưng mà bà con thấy nước nó còn trong, phải không? Nước nó màu kiểu mà nó không có thúi với bà con, nó không có chua á. Thường thường là mình ngâm mà mình xử lý thuốc, không có xử lý thuốc là mình ngâm cỡ mười mấy giờ là nước nó sẽ hôi và nó sẽ chua và nước nó rất là hôi lắm. Như vậy là giống mình nó sẽ không có đạt hơn bà con. Mình nó nở, nó nứt và nó nở lên, nó không có đều quá bà con. Vậy là mình thiệt hại về mình á. Nhưng mà bà con thấy mình ngâm thuốc Symbio này, bà con thấy nước nó còn trong quá mà nước nó không có bị hôi, không có hôi bà con. Cái mùi nó không có hôi, không và không có chua đó. Nhưng cái giống mà mình ngâm mà nước không có bị hôi như vậy là giống mình sau này nó sẽ nứt và nó sẽ đều lắm, nó nở đều á, nó mọc lên đều lắm bà con.
thì một hồi nó toàn sẽ vớt lên đó bà con, 24 tiếng ha, toàn ngâm 24 tiếng. Còn vớt lên và toàn sẽ ngâm một đợt nữa bà con. Mình hai mấy con mình xả hai đợt, hai lần lận. Bữa nay xả lúa bà con ơi. Thì toàn mời bà con mình theo toàn đi xả lúa bữa nay nha bà con. Thì bà con ơi, toàn đã đem giống ra ruộng rồi bà con. Toàn đã đem giống ra ruộng rồi, toàn cũng xả được một mớ rồi bà con. Còn miếng ba công này gần xong rồi, còn một miếng công gửi ở dưới nữa là xả mười mấy công á bà con. Bữa nay là xả mười mấy công. Mai nữa mới xả mười mấy công nữa bà con. Toàn ngâm hai đợt mà con. Toàn ngâm hai đợt. Toàn tính ngâm một đợt nhưng mà toàn xả không có kịp á bà con. Toàn xả nhà mà con. Toàn xả hai người. Toàn xả với ba của toàn xả chung á bà con. Chứ toàn dục bằng tay mà bà con ơi. Dục bằng tay mình ngâm giống mà mình ngâm hết hai mấy công này mình xả đâu có kịp bà con. Với lại mình xả bằng tay rất là mệt đó bà con. Mình dùng bằng tay á, mỏi tay lắm. Và cái miếng này là toàn vừa mới xả được phân nửa. Miếng ba công á bà con. Còn cái miếng kia là miếng năm công và miếng sáu công á bà con. Và miếng năm công đó là toàn xả rồi, còn miếng sáu công á là mai mới xả bà con. Miếng sáu công mà toàn thường xuyên toàn lên video cho bà con xem á. Cái miếng đó là mai mới xả. Thì bà con thấy nè. Mây trời rất là nắng luôn bà con ơi. Bà con thấy nè. Trời rất là nắng luôn. Thì bây giờ là 11 giờ 12 giờ trưa bà con. Toàn xả cũng hồi 8 giờ. Tại toàn mình đem giống ra ruộng nhà mình xa bà con. Nhà cũng dài 100 mét, chạy 1 km đó nhà bà con. Thấy nhà toàn ở bên kia bà con. Mình giác bà con. Giác từ nhà, giống từ nhà tới ruộng cũng đường hơi xa nên mình giác tranh thủ giác từ nhà, giống từ nhà tới ruộng là nó cũng hết cho mấy giờ à. Thì toàn xả từ 8 giờ bà con. 8 giờ để đi. Đây là giống giống OM 18 bà con. OM 18. Thì cái giống này á là bà con cũng biết là toàn ngâm là 24 tiếng. Là toàn ngâm chung với thuốc Gumisi Sport Green với Enofy bà con. Toàn trộn chung, toàn đổ chung và toàn ngâm chung. Ngâm chung, ngâm xong toàn ngới dớt lên, toàn dớt lên và toàn ủ hai đêm bà con. Ủ một đêm rồi một đêm sau toàn mới đem ra xạ, toàn ủ hai đêm đó bà con. Hai xạ thì hai đêm nó giống nó cũng khá là đều bà con. Nó nảy mầm khá là đều. Giống này là 18, OM 18 bà con. Và vụ này là toàn xả khô nha bà con. Toàn rút nước ra để toàn xả khô. Rồi thì toàn tranh thủ đi toàn xả nha bà con. Toàn tiếp xả cho rồi đi. Rồi mình ngồi nói chuyện với nhau bà con. Nói chuyện với bà con chơi. Chứ bây giờ trời cũng 12 giờ trưa. Rất là nắng luôn. Nên toàn tranh thủ xả nha bà con. Ba toàn đang xả bên kia. Còn một miếng nữa là xong về nhà. Mai mới xả tiếp được không? Thì bà con ơi, toàn cũng vừa mới xả xong bà con. Xả xong 13 công trước. Và mai toàn mới xả tiếp nha bà con. Thì toàn cũng rất là mệt luôn bà con. Xả từ 8 giờ tới giờ là bây giờ là 12 giờ mới gần 1 giờ rồi. Toàn xin tạm dừng video tại đây nha bà con. Tại toàn chưa ăn cơm trưa nữa. Toàn đi về ăn cơm trưa bà con. Thì bà con nào mà thấy video của toàn hay á, thì hãy cho toàn một like cũng như là một đăng ký, một chia sẻ cùng đồng hành với toàn cái vụ này nha bà con. Thì toàn cũng thường xuyên lên video, toàn cũng thường xuyên làm video cho bà con xem nha. Cái vụ này là bây giờ là bữa nay là toàn xả nha bà con. Toàn sẽ tranh thủ toàn làm clip cho bà con xem từng giai đoạn, từng khâu mà toàn canh tác lúa OM 18 này nha bà con. Thì toàn sẽ thường xuyên làm clip cho bà con xem nha. Và clip này là clip đầu tiên là toàn xuống giống. Thì toàn sẽ làm từ từ cho tới mà ngày gặt lúa luôn bà con nha. Ngày gặt lúa bán cho thương lái luôn nha bà con. Rồi thì toàn cũng xin kết thúc video nha bà con.
chào tạm biệt bà con nha.